bữa nay không có đãi mấy bà ăn cơm mà đãi mấy bà ăn bánh chuối hấp nè. Nhà bà nào có chuối mùi á, không biết làm cái món gì ăn thì làm cái món này đi, bảo đảm ăn vừa ngon mà cách làm thì siêu đơn giản luôn. Làm món này thì chuối nó càng mùi ăn nó càng ngon. Em lấy tầm 10 trái sắt lát mỏng ra rồi cho vô đây 100g đường trộn đều lên. Xong thì cái việc để đó quay qua tới cái phần pha bột. Em lấy cái đo nhiệt độ của con em đo nước là tầm 67 độ. Công thức này em làm thì sẽ không có mềm mà sẽ thiên về dẻo dẻo nhiều hơn. 100g bột gạo, 200g bột năng, thêm một ống vani nữa cho nó thơm, còn bà nào khỏi để cũng được. Không có dặn thêm nửa muỗng cà phê muối để cho nó đậm đà. Cho từ từ 400ml nước nóng vô. Bà nào muốn bánh lên màu đẹp thì cho vô nửa muỗng cà phê bột nghệ. Hết cái tô chuối lúc nãy vô bột rồi mình trộn đều lên. Vô khuôn miếng dầu ăn nữa, đây một lát mình lấy bánh này cho nó dễ không có bị dính khuôn. Và em cũng đổ hết vô khuôn một lần, nhớ chan chan chuối ra để cho cái mặt trên của mình nó đẹp. Cái sửng lên trước cho nó nóng rồi thì mình cũng để chuối vô hấp. Cái món này thì không thể nào thiếu nước cốt dừa. Bằng lửa nhỏ cho nóng rồi em có dằn vô đây là miếng muối, miếng đường. Để cái nước cốt của mình nó đậm đà, chan vô thêm vài muỗng bột năng nữa để nước cốt dừa của mình nó sệt, nhìn nó sẽ ngon hơn. Bột phộng thì có sẵn, bật bếp lên gà nó một lát nữa để vô ăn chung. Bánh thì tầm 30 phút nhưng mà 10 phút mình dở nắp ra một lần để đổ bỏ cái hơi nước trên cái nắp. Một lúc chờ đợi thì mình lấy cái bánh ra nó nguyên dạng mà nhìn nó đẹp dã man. Bây giờ sắt ra rồi cho mấy bà xem thành quả của em làm hôm nay nè. Cái bánh thì lên màu nó đẹp mà nó vừa dẻo vừa thơm. Bánh ra lần đầu thì làm nó không có đẹp bằng lần này. Lần sau này thì rút kinh nghiệm mà sắt cái bánh nó cũng đẹp hơn nữa. Nó thèm rồi làm cho cố vô chứ một mâm vậy là ăn được 3-4 miếng là không hết nữa. Ăn muỗng nước cốt dừa thơm phức mà béo ngậy rồi gắt lên miếng đậu phộng. Cái khúc này thì chờ gì nữa, đưa vô họng thôi. Rồi mời mấy bà ăn chung với em nha. Hôm nào mà mua nải chuối về ăn không hết để mùi quá thì mấy bà làm thử cái món bánh này ăn đi. Nó cũng ngon bổ dưỡng mà làm thì nó cũng đơn giản lắm nè.